TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Chị Luan, có chuyện gì vậy chị? Phải chắc chắn là có chuyện quan trọng xảy ra thì mới yên với em đó. Tự nhiên gọi em ngưng giữa cuộc họp là sao? Margot à, chị vừa mới cãi nhau với mẹ. Tại sao chứ? Tất cả cũng là tại bà ta hết. Bà ta độc ác, ích kỷ. Chúng ta đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay rồi. Sau đó chị phát hiện ra rằng bà ta đang tìm cách loại bỏ tất cả chúng ta. Cái gì? Bà ta đã cho điều tra về chúng ta rồi. Đây nè, trong này có bản sao giấy tờ ly hôn của em và tất cả những tài liệu khác nữa. Mụ già này thật là quỷ quyệt đáng sợ mà. Em sẽ đi kiếm bà ta. Khoan đã. Cái gì? Sao vậy chị? Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chị nghĩ là chị đã làm cho mẹ chết rồi. Trả đây cho ta. Bà nói đưa đây cho ta. Tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho bà có biết. Sao? Cô dám làm vậy sao? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, thật tình là chị không có ý làm vậy đâu. Đó chỉ là một tai nạn thôi em à. Chị không có ý hại mẹ đâu. Đó chỉ là sự cố trong lúc xô xát thôi. Bây giờ phải làm sao đây hả em? Cậu ơi cậu, anh chờ chút xíu. Cậu ơi, cậu không có được vô nhà đâu. Đẻ không có được đâu. Trời đất ơi, cậu đã bị cấm vô nhà rồi mà. Bà chủ có dặn rồi. Tôi không tới đây gây sự đâu cô à. Tôi tới có chút việc thôi. Tôi chỉ tới xin chữ ký của bà Donna Hilaria thôi mà. Được rồi. Vậy cậu chờ tôi vô báo cái nghe. Mụ già này quả nhiên vô cùng quỷ quyệt. Thử tưởng tượng coi, bà ta thật tham lam muốn để lại hết cho Bobby đó. Còn chúng ta thì sao? Ngay một xu nhỏ cũng không có nữa. Bây giờ chị phải làm gì với bà ấy đi em? Làm ơn giúp chị đi. Chị cầu xin em, chị không muốn ngồi tù đâu. Em làm ơn giúp chị đi mà. Chị năn nỉ em đó. Chị lỡ tay xô mẹ thôi. Làm ơn đi em, chị sợ tù lắm. Làm ơn đi mà. Cô Margot ơi, có cậu Chino đang tới muốn tìm gặp bà Donna Hilaria đó. Được rồi, dì cứ kêu cậu ấy vào thẳng văn phòng gặp mẹ tôi. Dạ. Margot à, sao vậy em? Sao em lại yêu cầu bà ấy để cho Chino vào chứ? Cậu ấy sẽ nhìn thấy mẹ mất đó em. Chị tin em đi. Dạ xin lỗi cậu nghe. Mời cậu cứ việc vô. Bà dặn là cậu cứ lên thẳng văn phòng gặp bà. Vô đi. Cảm ơn nhiều. Donna Hilaria. Bà Donna Hilaria. Bà Donna Hilaria. Bà Donna Hilaria.
Bà Donna Hilaria. Gino à, cậu đã làm gì mẹ tôi vậy hả? Sao cậu không chịu trả lời tôi hả? Gino, tại sao cậu lại giết mẹ tôi? Trời ơi là trời, cậu đúng thật là độc ác. Nhưng mà tôi không hề làm gì bà ấy hết. Cậu là kẻ dối trá, cậu bị bắt gặp tại trận mà còn chối nữa hả? Đúng đó Gino à, cậu đã làm gì vậy chứ? Sao mẹ lại nằm đó? Tôi chỉ vào để xin chữ ký mà thôi, nhưng bà ta nằm đó rồi, tôi không biết tại sao hết. Tại sao cái chị nhất quyết buộc tội tôi vậy? Gino à, đừng chối nữa, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi đã nói là tôi không có làm mà, chị nghe chưa rõ hả? Sao cứ đổ thừa tôi hoài vậy hả? Gino, cậu tàn nhẫn quá. Bà ấy cũng đã già rồi mà, hơn nữa còn bị bệnh tim nữa, sao lại đỡ hại bà ấy chứ? Tôi không hề làm như vậy mà. Giống như cái chị cố ý vậy, cái chị đang cố tình hãm hại tôi. Chuyện đã quá rõ ràng rồi, cậu là người duy nhất luôn thù hận bà ấy. Chuyện đã có từ khi cậu còn nhỏ, và bây giờ thì ngày càng trầm trọng hơn vì có Eloisa. Bây giờ thì chúng tôi thấy xác bà ấy bên cạnh cậu khi bước chân vào phòng này là sao đi? Khi tôi vừa vào đây đã thấy như vậy rồi mà, sao cái chị cứ ép tôi phải chịu trách nhiệm vì một việc mà tôi không hề làm? Nè, cậu đi đâu vậy? Định chạy trốn hả? Tao gọi bảo vệ đi nhanh lên. Bảo vệ à? Cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm với mẹ tôi. Buông tôi cậu ra. Được đi. Tôi cần phải đi. Đứng lại. Chị buông tôi ra đi. Chị Luan, tôi sẽ không chịu tội như vậy đâu. Tôi nhất định phải làm rõ. Đứng lại. Gino, con à. Bảo vệ à, đừng để cậu ta thoát, nghe cậu ta lại đi. Vậy là sao vậy hả Luan? Là Gino đó, cậu ta đã giết chết mẹ rồi. Mà bắt cậu ta lại đi. Nè khoan đã, tôi biết rồi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Đừng để hắn tôi thoát đó. Có chuyện gì vậy? Có tin gì mới không hả luật sư? Có tin tốt đây nè. Tôi đã nộp đơn đề nghị để bác bỏ lời cáo buộc của vụ kiện rồi. Và tôi nghĩ là chúng ta có cơ hội. Ý cô là sao hả?